Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime. Ai xem xong Conan Movie 25 cũng tiếc nuối cho tình bạn, tình anh em bền chặt nhưng sớm bị chia cắt của F5 Học viện Cảnh sát. Dù không muốn gợi lại nỗi đau của Amuro, nhưng chúng ta hãy tìm hiểu rõ hơn về sự ra đi của 4 thành viên trong hội F5 năm ấy để thêm yêu quý những chàng trai trẻ nhiệt huyết này nhé. Bắt đầu thôi nào. 1. Hagiwara Kenji. Hagiwara là người hy sinh trẻ nhất trong hội F5. Anh qua đời chỉ sau vài tháng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát và cái chết này như có điểm báo từ trước. Quay lại một chút thời ở học viện, Hagiwara là một anh chàng đẹp trai, cao giáo, lãng tử và cực kỳ có tài ngoại giao. Chính vì lẽ đó mà anh rất được phái nữ yêu thích, khác hẳn với vẻ bất cần, ngông cuồng của cậu bạn thân Matsuda Jinpei. Hagiwara được thầy giáo và bạn bè nhận xét là một người có khả năng quan sát và xử lý tình huống rất tốt. Nếu các cậu có đi xem Conan Movie 25 thì sẽ thấy, Hagi là người đã gợi ý giải pháp giúp Matsuda và cả Conan ngăn chặn được dòng chảy của bom lỏng. Đây cũng là sợi dây liên kết giữa F5 và cậu nhóc Shinichi ngày nhỏ. Hagiwara có một người chị gái xinh đẹp tên là Hagiwara Chihaya. Đến cả Ran xinh đẹp là thế mà cũng phải ngần ngơ trước nhan sắc của chị ấy đấy nhá. Bật mí cho các bạn nào chưa biết thì chị gái của Hagi là crush đời đầu của Matsuda Jinpei luôn. Lý do Hagiwara trở thành cảnh sát cũng được tiết lộ trong ngoại truyện White Police Story. Theo lời kể, nhà của Hagiwara từng là xưởng sửa chữa xe hơi. Vì yêu thích kỹ thuật máy móc, Hagiwara cũng từng muốn kế nghiệp gia đình. Thế nhưng sau đó, khi công việc đang ngày càng phát đạt, số lượng cửa hàng ngày càng tăng thì suy thoái kinh tế ập đến, cuối cùng xưởng sửa chữa nhà Hagi phải phá sản. Vì thế, anh quyết định trở thành cảnh sát, vì làm ngành này thì không thể phá sản. Chẳng hiểu Hagiwara đang nói thật hay đùa, nhưng quyết định ấy đã dẫn anh đến một bước ngoặt mới, có vui vẻ nhưng cũng có day dứt. Vui vẻ vì nhiều quyết tâm muốn làm cảnh sát, Hagiwara đã gặp được F4, có được những người anh em chí cốt vào sinh ra tử, một tình bạn đáng quý và đúng nghĩa. Còn day dứt thì có lẽ bạn nào cũng đã đoán được. Trong một buổi tập luyện tại Học viện Cảnh sát, Hagiwara và Matsuda đã được người của đội chống khủng bố thuộc Sở Cảnh sát để mắt và chiêu mộ về đội ngay sau khi tốt nghiệp. Trái ngược với vẻ hào hứng và quyết định không cần suy nghĩ của Matsuda, Hagiwara lại có chút chần chừ. Tâm sự với bạn thân, anh nói rằng mặc dù rất yêu thích máy móc kỹ thuật, lại có cơ hội được đồng hành cùng bạn. Thế nhưng, khi nhìn vào cơ nghiệp gia đình, anh chàng có chút lăn tăn. Hagi sợ rằng, khi mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng quá tốt, quá thuận lợi, thì đó là lúc dẫn đến một cánh cửa khác. Cánh cửa dẫn đến sự sụp đổ, nơi mà tất cả sẽ bị phanh khựng lại. Nhờ câu nói tao chỉ có mỗi chân ga mà thôi từ cậu bạn Matsuda và lần đi cứu người anh tạc phố phường cùng hội bạn, Hagiwara đã quyết định nhấn ga, tiến về phía trước, gia nhập tổ gỡ bom của đội chống khủng bố. Để rồi đúng như lo lắng của Hagi, khi công việc đang ổn định, anh đột ngột qua đời khi chỉ mới 22 tuổi trong một lần tham gia phá bom chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp, để lại niềm tiếc thương cho những người ở lại. Cuối cùng, Hagi cũng không thể thoát khỏi số mệnh của mình dù đã dự cảm từ trước. Dù vậy, chúng tôi tin rằng Hagi chưa từng hối hận với lựa chọn ngày đó. 2. Matsuda Jinpei. Matsuda Jinpei là người hy sinh thứ hai trong F5. Anh chàng qua đời sau 4 năm kể từ khi cậu bạn Hagiwara mất. Là bạn thân của Hagi, từ nhỏ, Matsuda hay sang xưởng sửa chữa của bố Hagi chơi. Cả hai cậu bé lớn lên với chung niềm đam mê kỹ thuật máy móc. Thế nhưng, ngoại trừ cái vẻ ngoài đẹp trai, đốn tim phải nữ giống cậu bạn, thì Matsuda lại có tính cách trái ngược hoàn toàn. Anh chàng cộc cằn, nói năng hơi thô lỗ và thái độ rất ngông cuồng. Điều này khiến Matsuda không được lòng những người xung quanh, đặc biệt là phái nữ, dẫu cho sở hữu vẻ ngoài xuất chúng. Thế nhưng, nếu tìm hiểu sâu về chàng trai này, chắc hẳn chúng ta sẽ biết được nhiều nét tính cách tốt khác. Đó cũng là lý do anh tạo dựng được tình bạn bền chặt với bốn anh chàng còn lại. Matsuda là một người thẳng thắn, chính trực, dũng cảm, tốt bụng, hào hiệp và đặc biệt rất có nghĩa khí với anh em bạn bè. Lý do khiến Matsuda rời khỏi tổ gỡ bom yêu thích để chuyển sang tổ điều tra số 1, chuyên phụ trách các vụ trọng án hình sự, lĩnh vực mà Matsuda không thích thú, thậm chí là có phần chán ghét, là bởi vì Hagiwara. Ngày đó, sau khi bạn thân ra đi vì rơi vào cái bẫy của kẻ đánh bom liên hoàn, Matsuda đã ghi hận trong lòng và quyết tâm bắt hắn để báo thù. Sau một tuần công tác tại tổ điều tra số 1, Matsuda đã đợi được kẻ đánh bom liên hoàn năm xưa tái xuất. Sau vài gợi ý, anh nhanh chóng phán đoán được địa điểm đặt bom là vòng đu quay ở trung tâm mua sắm 2 đô. Tại đây, anh đã lên chiếc vòng đu quay định mệnh và không thể xuống được nữa, bởi vì dù đã gỡ được quả bom, nhưng kẻ thù ác đã gợi ý về một quả bom lớn hơn. Để biết được địa điểm đặt bom và cứu lấy hàng trăm ngàn sinh mệnh khác, Matsuda đã quyết định hy sinh thân mình đổi lấy gợi ý. Cũng vì hy sinh quá anh hùng mà cái chết của Matsuda để lại nhiều dây dứt cho bạn đọc. Trước khi biết mình chắc chắn sẽ chết, Matsuda vẫn điềm tĩnh ngồi hút thuốc như thể chẳng còn gì để mất. Điều khiến Matsuda tiếc nuối nhất chắc hẳn chỉ là chưa bắt được kẻ đánh bom liên hoàn để trả thù cho cậu bạn năm đó. Thật đau lòng khi cả hai anh chàng cảnh sát tài giỏi, tinh anh của sở cảnh sát lại ra đi vì cùng một nguyên nhân, bởi cùng một hung thủ. 3 năm sau, nhờ tài trí và thậm chí là có một chút may mắn của hào quang nam chính, Conan đã hóa giải được lời nguyền năm xưa. Cậu nhóc vừa cứu được nhiều người, vừa giúp bản thân và Takashi an toàn thoát khỏi lợi hái tử thần. Sự ra đi của Matsuda chính là bắt nguồn cho những câu nói của hội chị em như đẹp trai xin đừng chết sớm hay cho ra đời biệt danh người chồng đoàn mệnh. Nếu xem đến đây và các cậu thấy thế giới này sao tàn nhẫn quá, nỡ lòng nào cướp đi hai anh chàng đẹp trai, tài giỏi,
thì chưa đâu, hãy hít thở sâu để tiếp tục xem hai anh chàng đẹp trai, tài giỏi khác cũng ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ nhé. 3. Hiromitsu Morofushi. Theo dòng thời gian, Hiromitsu Morofushi là người mất thứ 3 trong hội F5. Trong hội bạn năm đó, có thể nói anh chàng là người hiền lành, dịu dàng nhất. Thế nhưng, thế giới đúng là tàn nhẫn với người tốt. Ngày còn bé, Hiro đã phải tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị giết bởi kẻ thù ác. Từ đó trở đi, Hiro lớn lên với nỗi ám ảnh trong quá khứ. Anh mất ăn mất ngủ, sống khép kín và nội tâm hơn, mãi cho đến khi gặp được Furuya và sau này là F4. Tại học viện cảnh sát, Hiro đã cùng F4 trở thành hội anh em gắn bó, vào sinh ra tử có nhau, oanh tạc khắp học viện. Cũng chính F4 đã giúp Hiro bắt được hung thủ giết bố mẹ năm xưa, giúp anh chàng thoát khỏi bóng ma quá khứ và sống vui vẻ trở lại. Hiro có một người anh trai tên là Takaaki Morofushi, hay còn được biết đến với biệt danh Khổng Minh, hiện đang công tác và là một trong bộ ba cảnh sát thông minh của tỉnh Nagano. Ngày đó, sau khi tốt nghiệp học viện, nếu cặp bạn thân Hagi Matsuda cùng về đội chống khủng bố, thì đôi bạn anh em kê khế Hiromitsu, Furuya cùng gia nhập vào bộ công an. Sau đó lại tiếp tục cùng nhau nhận nhiệm vụ thâm nhập tổ chức áo đen. Furuya hoạt động với cái tên Bourbon, trong khi Hiro lấy bí danh Scotch. Khác với cái chết của hai cậu bạn thân trước đó, sự ra đi của Hiro khiến nhiều người tiếc nuối vì nó không đáng và xuất phát từ sự hiểu lầm không nên có. Năm ấy, khi đang làm gián điệp trong tổ chức, Hiro đã xảy ra tranh chấp với Akai Shuichi, cũng là một gián điệp của FBI đang hoạt động trong tổ chức. Hiro rất lo lắng vì bị lộ thân phận, thế nhưng may mắn là Akai Shuichi đã mạnh dạn tiết lộ mình cũng là người được cài vào, về cơ bản là cùng phe trắng, cùng chiến tuyến với Hiro. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tới gang, Furuya, tức Bourbon, vì lo lắng Hiro xảy ra chuyện mà đã vội vã chạy lên cầu thang. Hiro trong lúc mất bình tĩnh, lại lo sợ liên lụy gia đình người thân, đã vội vã dùng súng của Akai tự tử. Akai có lẽ cũng vì không muốn Furuya phải hối hận, dằn vặt nếu biết mình là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của bản thân, nên đã máu lạnh giấu chuyện này đi, mặc kệ bị hiểu lầm và ghét bỏ. Tình ngay lý gian khiến Furuya ghi hận với Akai kể từ đó, mở ra mối quan hệ oan gia nổi tiếng của hai anh chàng đẹp trai trong bộ truyện. Độc giả một lần nữa lại ôm tim khóc thét vì một anh chàng đẹp trai, hiền lành, tài giỏi như vậy lại ra đi. Tưởng rằng sau khi vượt qua được quá khứ đau thương, Hiro sẽ có một cuộc sống mới với cái kết đẹp hơn, nhưng tác giả thì vẫn kiên quyết nói, hồng bé ơi. Cũng sau sự ra đi của người bạn thứ ba, cũng là người bạn thân nhất, Furuya càng khép lòng và lạnh lùng hơn. 4. Date Wataru. Date Wataru là anh chàng cuối cùng hy sinh tính đến thời điểm này, mà chắc hẳn độc giả cũng hy vọng là người cuối cùng thật, vì chẳng ai muốn anh chàng đẹp trai, hoàn hảo nhưng lại đáng thương và cô độc như Amuro phải nhận kết cục đoàn mệnh như bốn người bạn thân. Quay lại với Date, ngài còn học chung lớp ở học viện cảnh sát với F4, Date là một lớp trưởng được tín nhiệm. Anh có vẻ ngoài cao lớn, to khỏe hơn hẳn hội bạn, cũng là người duy nhất có bạn gái trong hội này năm xưa. Khác với vẻ bất cần đời khi vào nghề như Matsuda hay xem cảnh sát là nguyện vọng hai như Hagiwara, Date đến với nghề cảnh sát bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ. Bố của Date cũng từng là cảnh sát, sau đó vì một lần đụng độ với đám cướp và bị đánh đến trọng thương, người bố đã phải rời ngành. Cũng từ sự kiện này, Date mới không thích và không còn muốn liên hệ với bố. Ngày đó, Date rất coi trọng và được truyền lòng dũng cảm, oai phong, tâm huyết với nghề từ bố. Thế nhưng, khi đụng độ với đám cướp trong cửa hàng tiện lợi, bố của Date lại có hành động quỳ sụp xuống van xin. Với một người luôn trượng nghĩa, muốn tiêu diệt kẻ xấu ngay lập tức như Date, hành động đó là không thể chấp nhận được. Sau này, khi cùng F4 bắt bọn cướp trong cửa hàng tiện lợi, Date mới hiểu được nỗi lòng của bố. Thì ra, theo quan sát và phán đoán, bố của Date biết rằng một mình sẽ không thể chống lại tên cướp và đồng bọn. Nếu động thủ, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm đến người dân. Vì thế, trái tim của một người cảnh sát đã mách bảo ông phải im lặng, tránh bứt dây động rừng. Hiểu được điều ấy, anh chàng bắt đầu ngậm tăm, ngậm đúng nghĩa đen đấy nhá, như một cách bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho người bố đáng kính. Cứ thế, sau khi tốt nghiệp, Date vẫn tiếp tục sự nghiệp cảnh sát, lấy nghĩa thắng bạo của mình, thậm chí còn trở thành thầy của Takagi. Tiếc rằng, sinh nghề tử nghiệp, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Date không may qua đời vì tai nạn giao thông, để lại người bạn gái vì đau lòng mà nghĩ quẩn, mở ra hàng loạt bi kịch khác và khiến Takagi cũng bị vạ lây. Cái chết của Date không quá drama, nhưng ai cũng phải đau lòng vì lực lượng cảnh sát Nhật Bản lại mất thêm một người tài giỏi, hào hiệp, nhiệt huyết và chính nghĩa đến vậy. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về sự ra đi lần lượt của từng thành viên trong hội F5 Học viện Cảnh sát. Dù nguyên nhân qua đời là gì, chúng ta đều có thể khẳng định rằng những chàng thanh niên nó đã luôn sống hết mình với lý tưởng và hoài bão. Năm cánh hoa anh đào ngày ấy chỉ còn một, mặc dù Amuro phải một mình bước tiếp, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ vững bước, mang trên vai là nghĩa khí, ý chí của những người anh em. Hãy nhớ về F4 như những ký ức thật đẹp và tiếp tục yêu quý anh chàng Amuro của chúng ta nhé. Cảm ơn các cậu đã xem hết video này. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều nội dung hấp dẫn hơn nữa. Đừng quên like và đăng ký ủng hộ channel anime nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye!